tất cả các bạn, hôm nay Kính Trung Trường VN sẽ quay trở lại cùng các bạn với bài 9 của giáo trình Hán ngữ 1. Bước 1, chúng ta sẽ dở phần từ mới của bài 9 ra và đọc cùng với tôi. Mải, phính của chén, chín, quê, tua sảo, tua, sảo, khoai, chảo, máu, phân, lẻng, trí trự, khái, bế tận, ý cùng, kể, chảo, xem treo, phú thảo, si qua, lý, tháo, xảo mế, cung chin. Bước 2, các bạn quay lại phần bài khóa để chúng ta đọc và dịch bài khóa. Ní mải sớm, bạn mua cái gì? Thính của y chin tua xảo chén, táo 1 cân bao nhiêu tiền? Cân này là cân tàu, tương đương với 500 gram. Còn bạn muốn mua đầy đủ cả kg, bạn phải nói là cung chin kg. Sư khoai 4 đồng, sư khoai 4 đồng, thai quầy là đắt quá, san khoai ủ 3 đồng rưỡi nhá. Ní ảo chỉ chin, bạn muốn mấy cân? Úa mái ủ chin, tôi mua 5 cân. Khái ảo bía tợ ma, còn muốn gì nữa không? Chúy trự, quýt, tua xảo chén y chin, bao nhiêu tiền 1 cân tàu? Lẻng khoai ủ, muốn 2 cân. Yào lẻng chin, muốn 2 cân. Lẻng khoai ủ là 2 đồng rưỡi, yào lẻng chin là muốn 2 cân. Ý cùng tua sở chén, tổng cộng bao nhiêu tiền? Ý cùng ơ sứ ơ khoai ủ máu, tổng cộng 22 đồng 5 hào. Ní kể ơ sứ ơ khoai bạc, bạn đưa 22 đồng thôi. Cấy nỉ chén, gửi bạn tiền. Chứ sư ủ sứ, đây là 50. Chảo nín ơ sứ ba khoai, trả lại ông 28 đồng. Chúng ta quay lại với từ mới, mải là mua. Ủa yao mải phím của tôi muốn mua táo, chén là tiền. Tua sở chén y chín, bao nhiêu tiền 1 cân tàu? Tua sảo chén y cung chín, bao tiền 1 kg? Quậy là đắt, thai quậy là đắt quá. Tua sảo chén y cung chín, bao nhiêu tiền 1 kg? Tua là nhiều, âm ấn Việt là đa. Khẩn tua, rất nhiều. Sảo, ít. Khấn sảo, rất là ít. Khoại là đồng, chiều dưới chiều khoại 99 đồng. Chẻo là hào, nhưng bạn dùng ở trong văn viết, còn văn nói bạn sẽ nói dùng máu, 1 hào y máu, 5 hào ủ máu, 8 hào pa máu, phân có nghĩa là xu hoặc là phút, chi phân 7 xu hoặc là chi phân còn có nghĩa là 7 phút, lẻng là 2. Khi bạn nói với khối lượng dưới 10, bạn không dùng ợ mà bạn phải dùng lẻng. Nếu mà số thứ tự y ơ san sư thì khối lượng là phải dùng lẻng. Ví dụ nếu nói về thứ tự của sự chén pan ti ơ, tôi là người đứng thứ 2 trong lớp, đấy là số thứ tự. Của ai lẻng cơ rấn lợ, em yêu hai anh rồi. Nì sự ti ơ cơ đấn ủa ai, anh là cái thằng thứ hai mà em yêu. Đấy, đấy là sự khác biệt. Khi nói khối lượng dưới 10 không dùng ợ mà phải dùng lẻng. Lẻng chín chúy sự, 2 cân tàu quýt. Khái mải phía tợ ma, còn mua cái gì khác không? Quý ào là không cần nữa. Ý cung tua xả chén, tổng cộng bao tiền? Ý cung pa sơ pa khoai pa máu pa, tổng cộng 88 đồng 8 hào 8 xu. Cầy nỉ chén, gửi bạn tiền. Cầy nín chén, gửi ông tiền. Chảo nín ơ sứ pa khoai, trả lại ông 28 đồng. Chảo này có hai nghĩa, trả lại hoặc là tìm kiếm. Ủa, chân dài chảo nán thấng yêu nữa. Tôi đang tìm bạn trai đây. Xeng treo là chuối. Nỉ chư xeng treo mà, bạn ăn chuối không? Ủa, bù chư xeng treo, tôi không ăn chuối. Phú thao là nho. Y cung chín phú thảo tua xả chén, 1 kg nho bao tiền? Chi sự chi khoai chi máu chi, 77 đồng 7 hào 7 xu. Nì chư si qua khái sư lý, bạn ăn dưa hấu hay là ăn lê? Ủa bù chư si qua, tôi không ăn dưa hấu. Dễ bù chư lý, cũng không ăn lê. Ủa chư tháo, tôi ăn đào. Y cung chín xảo mấy tua xả chén, 1 kg dâu tây bao tiền? Liêu sứ liêu khoai liêu máu liêu, 66 đồng 6 hào 6 thu. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần chú thích. Pa có nghĩa là nhé. Ní kể ơ sứ ơ khoai pa, bạn đưa 22 đồng nhé. Chư cẩu râu pa, ăn thịt chó nhé. Ví dụ như thế. Bây giờ chúng ta sang phần ngữ âm. Từ mà có nhiều âm tiết ấy, thì các bạn thường là nhấn vào âm tiết cuối cùng. Thú su quản à, thư viện. Liếu xế sân, lưu học sinh. Phây chi trạng à, sân bay. Khổ chưa trạng à, bến xe lửa. Chúng ta sang phần len xí. Su bẩn chữ bị tao, trà bây chua ỉ bao, hoa hoa chữ bao xin, xía hoa y mao bẻo, tan xin, thán xin, chứ tháng, sứ tháng, thấu tầng,
thấu thấm, tung xứ, thúng xứ, bảy chinh, mảy thiên, hảo chư, giảo chan, ý chén, ủy yến, khở nấng, lủy xính, phú đảo, xí chảo, số ý, khấu ủy, trải sợ, hảo khắc, trần dặm, ủ phạm, mù chinh, xỉ khoan, chỉa chia, yển chinh, liếu xế sân, thú su quả, phây chi chảo, hồi chơ chạm, chu chu chưa, ta sứ quả, quảng chiếu chạm, thai trí chuyến, uyên tung huệ, uyên tung yến, hoa trang phỉn, xảo chư tiện. Liếu xế sân là lưu sinh, thú su quả, thư viện, phây chi chảo, sân bay, âm ấn được là phi cơ trường, hồi chơ chạm, hỏa xa chạm, bến xe lửa, chu chu chưa, xe taxi, ta sứ quả, đại sứ quán, quảng chiếu chạm, sân tennis, thai trí chuyến, thái cực quyền, uyên tung khuệ, vận động viên, chỗ đấy là uyên tung là vận động, khuệ là đại hội thể thao, uyên tung yến là vận động viên, khoa trang phỉn là đồ mỹ phẩm, xẻo chư tiện quán bán đồ ăn vặt, nhận biết từ đọc chữ Hán, mải thính của, mải mán thâu, mái chèo dự, mái mì phạn, mải bao dự, tua sảo chén, tua sảo chín, tua sảo rấn, tua sảo xế sân, tua sáo lão sư, khái mải ma, khái eo ma, khái truy ma, khái chư ma, khái khưa ma, uống mải phím của, uống quần, phím của y chín tua sáo chén, tha xua, y chín ủ khoải, tha quân uống mái chỉ chín, ủa xua mái lẻm chín, tha quân nì khái mải phía tận ma, ủa xua khái mải ủ chín chí dự, tha xua, chí dự y chín lẻm khoai ủ, ý cùng, ơ sứ ơ khoai ủ, mí kể, ơ sứ ơ khoai ba. Tôi mua táo, tôi hỏi, táo một cân bao tiền, anh ta nói, một cân năm đồng. Anh ta hỏi tôi mua mấy cân, tôi nói mua hai cân. Anh ta nói, anh ta hỏi, bạn còn mua cái gì khác không? Tôi nói, còn mua năm cân quýt. Anh ta nói quýt một cân hai đồng rưỡi, tổng cộng 22 đồng năm hào, bạn đưa 22 đồng thôi. Hoàn thành hội thoại. Ní mải sớm ơ, ố mải phím của, ní mải tua xạo, ố mải lẹo chín, khái eo bế tờ ma, úi eo là, ý cung tua xạo chén, ý cung, ủ sư ủ khoai, ủ máu ủ. Ní mải sớm ơ, ố mải trí dự, ý chín tua xạo chén, ý chín san khoai, ố mải ủ chín, ý cung, tua xạo chén, ý cung sư ủ khoai, khái eo bế tờ ma, úi eo, xia xia, xe chè, hoặc là bú xia, không có gì. Hội thoại giao tiếp, ní ảo sớm ơ, bạn muốn cái gì? Uống mải phím của, tôi muốn táo. Phím của tôi sở chén y chín, táo bao một cân bao tiền? Y chín sang khoai ủ, một cân ba đồng rưỡi. Về cái phần cái bài chữ Hán thì nhiều bạn bảo là em có chỗ không đọc được. Khi nếu em không đọc được thì em quay lại cái phần từ mới của bài để tìm thì sẽ tìm thấy thôi. Đấy. Ngoài ra thì có thể lên có những cái từ mà trong từ mới các bạn không tìm thấy chẳng hạn thì bạn thấy lên YouTube gõ chữ Pleco, Pleco, cách không? Phạm Tương Châu thì nó có cái phần mềm đấy cài trên hệ điều hành Android hoặc iOS thì nó cho phép là bạn viết, lấy tay bạn vẽ cái chữ đấy ra thì nó sẽ ra phiên âm, sau đó thì bạn sử dụng cái quyển từ điển Hán Việt mà đã mua tại trung tâm tiếng Trung truyền VN đấy thì bạn tra nó ra là xong, là ra được từ luôn. Đấy. Còn ngoài ra để làm sao nhớ được chữ thì bạn phải viết nhiều hơn thôi. Xem cái phần hướng dẫn viết chữ của tôi và làm theo nó, làm bài tập rồi hàng ngày chúng ta ngồi viết thì chúng ta mỗi ngày viết tiếng thì chúng ta mới từ 1 tiếng đến 2 tiếng thì chúng ta mới tiến bộ lên được. Có một số bạn hỏi là tại sao có bài 8 em xem được, bài 9 lại không thấy đâu, bài 10 xem được, bài 11 em không thấy đâu. Cái bài giảng của thầy ở trên kênh YouTube của thầy nó có phải bị thiếu không? Xin thưa nó không bị thiếu, mà chỉ có những bạn đã đăng ký đóng phí của lớp bằng tiếng Trung online thì mới nhận được đầy đủ tất cả các bài. Còn các bạn xem miễn phí ở trên kênh của tôi thì nó có một số bài tôi đã để dạng ẩn đi, chỉ có các bạn đã đăng ký lớp tiếng Trung online thì mới thấy được. Thì cái này thì tôi cũng có ý đồ rõ ràng luôn là các bạn nào sinh viên nghèo có thể ta có sao ta dùng thế, còn các bạn mà có điều kiện đã đi làm rồi thì có thể mà muốn học một cách nghiêm túc thì nên đăng ký một lớp tiếng Trung online, vì như thế tôi cũng có thể là
chữa các bài tập cho bạn và chấm điểm của bạn được, thì bạn sẽ học hành một cách nghiêm túc và chắc chắn hơn. Tiếng Trung VN chúc các bạn học tiếng Trung thành công. VN sẽ quay trở lại với các bạn với bài 9 của giáo trình tập viết thuộc quyển Hán ngữ 1. Và bước 1 thì bạn sẽ viết từ mới cùng với mình. Và chúng ta sẽ viết đầu tiên là các bộ. Thứ nhất là các bạn sẽ viết bộ đao. Bộ đao thì bạn viết như sau. Đao này tiếng Tàu là tao, tức là con dao. Và chúng ta gọi nó là bộ đao. Bộ đao thì nó có các biến thể, ví dụ như bộ đao đứng thì bạn viết như sau. Bộ này là bộ đao đứng nhé. Kế đến thì bộ đao nằm thì nó thế này. Đây là đao nằm. Đao. Đao đây này là chữ đao nhé. Tiếp theo các bạn sẽ viết bộ mịch. Bộ mịch viết như sau. Mịch này là gì? Mịch tức là giải đũa. Một bộ kế tiếp các bạn cần quan tâm đó là bộ hòa. Bộ hòa thì có nghĩa là cây lúa. Bây giờ chúng ta đi vào các chữ. Chữ thứ nhất chữ này chúng ta đọc là chữ máu. Máu thì có nghĩa là mặt. Nó có hai nghĩa, một là chữ hào, thứ hai là cái lông. Bạn có hai ý đồ như vậy. Ví dụ khi các bạn nói ủ máu thì có nghĩa là 5 hàm, liêu máu là 6 hàm. Cái phần kế tiếp các bạn cần quan tâm đó là chữ chẻo. Chữ chẻo thì nó vẫn có nghĩa là hàm, nhưng mà nó dùng trong văn viết thôi. Văn nói thì người ta dùng máu. Nó như thế này, các bạn đọc là chẻo. Ở tiếng Việt gọi là giác, tức là tam giác. Sang chẻo thì sẽ là tam giác. Các bộ hợp thành của nó, bộ này là bộ đao, đao nằm, đao nằm. Và dưới là chữ gì? Chữ dụng, tức là chữ sử dụng. Cái bộ này các bạn, cái chữ này các bạn rất hay nhầm với một chữ khác, gồm một bộ tư ở trên và dưới cũng vẫn là chữ dụng. Chữ này thì các bạn lại đọc là dụng, có nghĩa là dụng. Hai chữ nó khác nhau. Nó khác nhau ở trên, ví dụ như chữ giác ấy, thì ở trên là bộ đao nằm. Còn chữ dụng thì ở trên là bộ tư, tức là tư nhân. Đó, các bạn cần phải chú ý. Cái này các bạn rất dễ là bị nhầm lẫn. Chúng ta đi tiếp một chữ khác, đó là chữ gì? Chữ phân, có nghĩa là xu, bộ bát, ở trên và dưới bộ đao. Cái này các bạn đọc là phân. Phân này có nghĩa là gì? Là xu. Xu này thì gồm có bộ hợp thành của nó là gì? Bộ này thì các bạn gọi là bộ bát nhé, là số 8. Còn ở dưới thì các bạn có một cái bộ các bạn đã học rồi, là bộ đao, đúng không? Một xu người ta đọc là y phân, hai xu là lẻng phân, năm xu là ủ phân, ví dụ như thế. Một từ khác các bạn cần phải quan tâm đó là chữ gì? Chữ chi. Chi này có nghĩa là cân. Cân này là cân của Trung Quốc và tiếng Tàu là chi, tương đương với Việt Nam mình là 500 gram. Các bạn muốn mua đầy đủ cái cung chi thì các bạn phải viết như sau: bộ bát và bộ tư, và các bạn đọc nó là cung. Tiếp theo chữ chi viết riêng, các bạn đọc là chi, thì các bạn mới có đủ là kg. Thì chữ cung thì ở trên có bộ bát và dưới các bạn có bộ tư, tức là riêng tư hoặc là tư nhân. Cung chim thì mới đầy đủ cả kg, còn chim chỉ là 500 gram. Các bạn đi tiếp một từ khác, đó là từ tua. Hai bộ tịch đè lên nhau thì các bạn có chữ tua. Tua này có nghĩa là gì? Là đa, là có nghĩa là gì? Là nhiều. Các bộ hợp thành của nó là bộ gì? Bộ tịch. Tịch tức là gì? Tịch tức là buổi chiều tà. Thế còn chữ sảo thì các bạn làm thế nào? Chính là chữ tiểu. Các bạn viết chữ tiểu và các bạn thêm một nét phẩy. Và các bạn đọc nó là gì?
sảo có nghĩa là thiểu. Ví dụ sảo su biến chú là dân tộc thiểu số chẳng hạn, thì bạn sử dụng từ sảo vào. Các bạn có thể đặt một câu và các bạn viết luôn một câu cho mình là tua sảo chén bao nhiêu tiền. Viết được là bạn cảm thấy rất sướng và mình tự tin là mình đã viết rất là tốt rồi. Chúng ta đi tiếp, ta có từ y cung có nghĩa là tổng cộng. Y thì viết như thế nào, gạch cho một ngày đấy là số 1 đấy, bạn đọc là ý. Chữ cung thì ở trên bạn có bộ diện bộ trận và dưới bộ bát, các bạn đọc là cung. Các bộ hợp thành của nó là bộ gì? Bộ trận và dưới là bộ bát là số 8 nhé. Tiếp theo ta có từ chảo và tìm kiếm, thì bạn ở trên bạn có gì? Bộ tay gầy là cái tay, bộ qua là vũ khí dài, ta đọc nó là chảo. Thằng này nó có nghĩa là tìm kiếm hoặc là trả lại. Trả lại cho anh bao nhiêu tiền ấy. Thế thì cái bộ này là bộ gì? Bộ tài gầy nhé. Tay gầy là gì? Là cái tay. Bộ qua là vũ khí dài ngày xưa. Tiếp theo các bạn cần phải quan tâm cái gì? Ta có từ khoa có nghĩa là đầu đúng không? Thì bộ thổ hơi viết hơi chéo. Khi vào chữ thì cái bộ thổ nó phải hơi co lại một chút nên nó ra như vậy. Đằng sau là chữ quái. Các bạn có từ này là có gì? Khoa là đồng. Bộ này ta có bộ gì? Bộ thổ. Còn cái bộ đằng sau là chữ quái. Quái hoặc là quại. Quại. Khoại là đồng. 5 đồng sẽ là gì? Ủ khoa. 9 đồng sẽ là triệu khoa. 10 đồng sẽ là sứ khoa. Nó có một cái từ dùng tương đương với từ khoai, nhưng ở trong văn viết người ta hay viết thì người ta sẽ dùng là từ yuén, bộ nhị và dưới là bộ nhi, và ta đọc là yuén. Cái này trong văn bản thì nó hay có. Ở văn viết nó chữ gì? Chữ nguyên à, tương đương với văn nói của ta dùng từ khoai. Chữ mải thì các bạn viết như sau, bộ ận và dưới là bộ gì? Bộ đầu. Bạn có chữ gì? Chữ mải có nghĩa là mua. Các bộ hợp thành là bộ này là bộ ất nhé, ất này, bộ đầu, các bạn thấy anh đại có hai cái tóc trên đầu là bộ đầu nhé. Kế đến các bạn cần quan tâm đó là chữ pa. Pa là nhé, bộ khẩu đằng sau là chữ ba, bạn đọc là pa là nhé. Chữ cầu đầu pa ăn thịt chó nhé. Dù dê phải dùng cái diện cái miệng, chữ bộ khẩu và đằng sau là chữ chí âm của nó là chữ ba. Một nửa của từ papa là bố. Tiếp theo một cái từ nữa các bạn cần quan tâm đó là chữ lẻn. Lẻn là gì? Là lưỡng có nghĩa là hai. Lẻn là gì? Lưỡng là hai. Các bộ hợp thành của nó là gì? Nhân. Quynh. Quynh này có nghĩa là gì? Là biên giới. Và bên trong là chữ gì? Chữ tòng. Hai người đi theo nhau, chồng đi trước vợ theo sau, tức là chữ tòng đi theo. Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Xuất giá tòng phu tức là lấy chồng, ta đi theo chồng. Phu tử tòng tử, chồng chết ta đi theo con. Ví dụ như vậy. Chúng ta đi tiếp. Ta có từ gì? Pính của. Pính của các bạn viết như sau. Ở trên là bộ thảo đầu và dưới là chữ chỉ âm của nó là chữ bình. Bạn đọc là pính. Âm văn viết là chữ bình quả. Thế các bộ hợp thành là gì? Bởi vì táo là cây cỏ nên có bộ thảo đầu. Tại sao gọi là thảo đầu? Vì nó nằm trên đầu một chữ nên ta gọi là thảo đầu. Và dưới là chữ gì? Chữ bình nhỉ? Bình này các bạn sẽ sau có thể dùng cho từ gì? Hòa bình, bình cuộc nhé. Từ của thì các bạn viết như sau. Ở trên các bạn có bộ gì? Bộ điền. Và dưới các bạn có bộ gì? Bộ mộc. Cái cây ở trong ruộng sẽ tạo ra quả là của. Có nghĩa là gì? Là quả. Các bộ hợp thành của nó này. Điền thì có nghĩa là ruộng. Mộc có nghĩa là cây. Cái cây ở trong ruộng sẽ tạo ra của là quả. Chúng ta sẽ còn một trường hợp khác. Đó là từ chén có nghĩa là tiền. Tiền thì làm bằng kim loại. Đằng trước có bộ kim, đằng sau bộ qua thêm nét phẩy. Các bạn có từ này từ chén có nghĩa là tiền.
các bộ hợp thành của nó là gì? Bộ kim, kim tức là kim loại, và dưới là bộ qua là vũ khí dài. Thêm một nét nữa là cái gì? Nét phẩy. Tiếp theo ta có từ cẩy là đưa cho hai cái gì đó, thì các bạn viết như sau: bộ mịch nhân nhất khẩu. Có từ này thì từ cẩy có nghĩa là đưa cho hai cái gì đó. Các bộ hợp thành: bộ mịch, mịch tức là gì? Giải lụa. Nhân nhất khẩu, nhân thôi, nhất khẩu tôi không bàn đến nữa nhá. Thế thì ta sử dụng chữ cẩy như sau: cấy mì chén đưa tiền cho bạn, cấy bổ su đưa sách cho tôi. Cẩy nó còn một cái trường hợp khá đặc biệt khác, đó là a cẩy b cộng đồng từ tân ngữ, tức là a làm cho b điều gì đó. Ví dụ úa cẩy bác bà mải su, tôi mua sách cho bố. Ta viết cùng nhau câu này nhé: úa này, cẩy này, bà mải su, mải là mua, su là sách. Kết câu thì bạn khuyên tròn nhé, không được chấm, khuyên tròn. Úa cẩy bác bà mải su tức là tôi mua sách cho bố. Và khi mà chúng ta có một từ thì chúng ta sẽ thiết lập cả câu luôn, và chúng ta viết cả câu luôn ra. Nếu chúng ta viết được thì trước cái trình độ của mình đã rất là ok rồi, rất là tốt rồi, học được đâu nhớ đó rồi. Và nguyên tắc là gì? Nói cái gì ra thì viết cái đó ra. Và cố gắng là trong phạm vi của bài học của mình. Bởi vì nếu mà chúng ta chơi câu khó quá, chưa học tới thì chúng ta không thể viết được. Trường hợp kế tiếp các bạn cần quan tâm đó là gì? Lý là quả lê. Quả lê thì viết như thế nào? Đằng trước bộ gì? Bộ hòa, bộ đao đứng, và dưới bộ gì? Bộ mộc. Còn lý là quả lê. Quả lê này, bộ hòa, hòa là cây lúa, đao đứng là con dao xếp cạnh nhau. Mộc thì bạn hiểu rồi, mộc là cái cây, cái gì mà liên quan đến cây cối là sẽ có bộ mộc. Ta có từ si qua là tây qua. Cái này các bạn viết giống cái mình đang pha cà phê, cái này của phương Tây, cái này gọi là tây, tiếng Tàu là si đấy. Chữ qua thì các bạn viết như sau: qua gọi là quả. Cái này rất giống chữ mà có thể bị nhầm, nếu nó không có cái bộ tư hất lên ở dưới thì nó là chữ gì? Chữ chảo. Ưng thủ chảo chủ xuống bắt ai cái gì đó hoặc sờ mò. Chúng ta đi tiếp một từ khác, đó là từ sen treo. Chữ sen thì các bạn viết như sau: ở trên thì các bạn viết cho tôi bộ, bộ này người ta bộ hòa, ở dưới là bộ nhật, bạn đọc nó là chữ sen. Ở bên phải nó là chữ hương, và ý nghĩa của nó có nghĩa là thơm. Thì ở trên là bộ gì các bạn biết không? Bộ hòa. Hòa là cái cây lúa, và ở dưới là bộ nhật, nhật tức là mặt trời. Cây lúa mà dưới ánh mặt trời thì nó sẽ chín thơm, vậy sen có nghĩa là thơm nhé. Tiếp theo một chữ khác bạn cần quan tâm đó là chữ treo. Chữ treo thì bạn viết như sau: ở trên là bộ gì? Bộ thảo đầu đúng không? Tiếp theo là bộ gì? Bộ truy, là đuôi con chim, và dưới cùng là bộ hỏa nòng. Bạn đọc chữ này là chữ treo nhé, âm đây là chữ tiêu, vậy là hương tiêu. Thế thì các cái bộ hợp thành, bộ thảo đầu không bàn nữa, bộ truy thôi. Truy này là gì? Truy này là đuôi con chim. Tiếp theo bộ hỏa nòng, hỏa nòng thì có nghĩa là lửa. Sen treo là hương tiêu, tức là quả gì? Quả chuối. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Uống mà y chin sen treo, tức là tôi mua một cân chuối. Bạn viết cả câu đó ra và bạn sẽ cảm thấy rất tự tin là mình đã viết tốt. Ví dụ nhé, chúng ta cùng viết này: uống mà y chin sen treo
Khi mà chúng ta viết chính tả được là chúng ta rất tự tin về chữ và chúng ta không sợ nữa, chúng ta cứ thế tính ra viết thôi. Chỗ nào khó khăn thì chúng ta phải xem lại sách giáo khoa. Chúng ta đi tiếp một từ nữa là từ cần quan tâm, đó là từ gì? Trí sự. Trí sự các bạn biết là gì không? Là quýt. Thì đằng trước nó là bộ gì? Bộ mộc, cái cây mà. Tiếp theo chữ này hơi phức tạp một tí, thì gồm có bộ mâu. Mâu tức là cũng là vũ khí dài. Thế ở dưới các bạn làm gì? Bộ quinh, bộ bát và bộ khẩu. Cái này các bạn đọc là trí. Chữ sự thì là ất, móc và gạch ngang. Sự trí sự là quả quýt. Bây giờ chúng ta chỉ phân tích chữ trí thôi, để nó phức tạp. Thì bộ mộc này, mộc là cái, mộc là cái cây. Bộ mâu này, mâu là vũ khí. Bộ quinh, quinh có nghĩa là thế biên giới. Bộ bát và bộ khẩu không cần phải bàn nữa. Trí sự là quýt. Y chin trí sự, một cân tàu quýt. Tháo thì viết như sau: bộ mộc và đằng sau là chữ triệu nhé. Bạn có chữ này chữ gì? Chữ tháo có nghĩa là đào. Cứ cây cỏ hay bộ mộc và bộ tháo. Chúng ta phải quan tâm cái bộ này. Bộ này là chữ triệu hay là họ triệu? Triệu. Kế đến chúng ta có một cái từ nữa các bạn cần quan tâm, đó là từ phú thao. Phú thao thì có nghĩa là nho. Trông thì có vẻ khó vậy thôi, nhưng mà giải quyết gì cũng không đến mức độ ghê gớm lắm, bởi vì nó chung nhau rất nhiều. Bắt đầu từ từ phú thao này thì bạn phải có bộ thảo đầu đúng không, sau đó là bộ ba. Phú thì ở trong nó là sẽ chữ phủ, là chữ trí âm của nó. Từ này bạn đọc là phú. Thì các bộ hợp thành là bộ thảo đầu này, bộ bao này. Bao có nghĩa là gì? Là ôm ấp. Thế còn bộ phủ thì có nghĩa là họ phủ hoặc là đỗ phủ. Chữ này là chữ phủ nhé. Chữ thảo các bạn làm giống hết, cũng thảo đầu, cũng bộ bao. Ở trong chỉ khác mỗi là ở trong là bộ diện. Ở trong người ta sử dụng một bộ nữa là bộ phẫu, tức là mảnh sành. Bạn đọc cái này là thảo. Thì bây giờ chúng ta chỉ giải quyết mỗi bên trong thôi. Bộ này bộ phẫu. Phẫu là gì? Là đồ sành sứ. Tiếp theo có một từ khác bạn cần phải quan tâm, đó là từ chảo mấy. Chảo mấy thì ở trên bộ diện thảo đầu thập, à chữ nhật là gì? Thập. Các bạn đọc là chảo. Nếu các bạn học rồi và các bạn nhớ lại thì nó chính là chữ chảo sáng sớm. Thì thảo đầu không nói lại đúng không? Nhật này, thập này, lập là 10 ấy. Thế chữ mấy các bạn viết kiểu gì? Lại cây cỏ, lại có bộ thảo đầu. Ai ăn quả đấy? Người ăn, bộ nhân nào? Người đó là ai? Mẹ, bộ mộng. Thì ta có chữ gì? Từ mấy. Các bộ hợp thành ở dưới này, bộ nhân nào? Ai ăn cái quả đấy? Người ăn. Người ăn là ai? Là mẹ. Ở dưới là chữ gì? Chữ mẫu. Chẳng mấy là dâu tây. Trên đây tiếng Trung.vn vừa mới hướng dẫn dứt khoát cho các bạn cái bài số 9 của giáo trình Hán ngữ 1 về phần viết chữ. Việc các bạn là về ví dụ cái câu chẳng mấy đấy thì có sử dụng cái từ chẳng mấy đấy thì các bạn sẽ viết là úa mải lẻn cung chim chảo mấy. Bạn phải viết tay ra đúng không? Nếu viết ra được thì tức là đã ok rồi đấy, tốt rồi đấy. Và việc về nhà như sau. Bài số 9 các bạn nghe cái băng mà chúng ta đã mua đấy, trong cái bộ 3 đĩa ấy, là đĩa C, thì bật lên cái bài khóa của bài số 9 thì bạn sẽ nghe từ câu 1 và bạn tạm dừng, bạn viết chính tả ra cho mình. Thứ hai là bạn đọc cái nội dung của bài khóa bài 9 lên. Và thứ ba là làm hết bài tập ở trong bài 9 và tất cả gửi vào trong nhóm của học tiếng Trung online của tiếng Trung.vn. Và mình sẽ sửa bài đó và chấm điểm cho các bạn để xem chúng ta tiến bộ từng ngày ra làm sao. Và cái bài viết chính tả rất quan trọng, bài làm bài tập cũng quan trọng đấy. Thì giúp là đến học đến bài nào chắc chữ hán bài đấy luôn. Tiếng Trung.vn chúc bạn học tiếng Trung thành công.